Xin chào cả nhà. Có rất là nhiều bạn hỏi Vinh là căn nhà này Vinh và em mà đang ở sẽ xử lý như thế nào, bán đi hay là sao, và căn nhà ở dưới mới và Vinh em mà chuẩn bị dọn tới là sao, là mua hay là trả góp hay là thuê hay là như thế nào. Thì Vinh trả lời luôn là căn nhà này Vinh và em mà đang ở đây là bọn Vinh thuê chứ không phải là mua. Phải mua chứ lái. Rất là nhiều bạn đã hỏi là mua giá bao nhiêu căn này. Thì căn này thì Vinh biết giá. Hồi xưa là căn này họ bán là 1 triệu đăng mặt, là khoảng 3 tỷ rưỡi tiền Việt Nam. Nhưng mà Vinh và em mà không có ý định mua nhà ở vùng quê, muốn mua ở khu số nào bò hơn. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời chưa mua đâu. Cái căn mà chuẩn bị dọn tới cũng là sẽ là thuê, nhưng mà thuê của bố Lê Phổ Yến này. Sao vì lái tên nơi số nào bò bố Lê Phổ Yến này. Mà căn đó thì bố Lê Phổ Yến này tiếng Việt là những công ty mà họ cho thuê nhà. Thì công ty này họ thuê căn này một máy cost the boss như Red Hood. Thì căn mới của mình là thuê là 8.500 một tháng tiền năng mặt, để lát mình bỏ tiền nhiệt ở dưới ha. Ở căn này đang thuê là 6.500, khá là rẻ tại vì ở xa thành phố và ở vùng quê. Tính với so với giá mặt bằng chung thì là khá là rẻ đó. Xuống căn kia thì họ xây mới hơn. Dự định là chắc khoảng mấy năm nữa gia đình Vinh mới mua nhà, còn bây giờ là tạm thời ở thuê một thời gian. Đây các vị trí cứ phút luôn. Em mặc cái mắt quá. Nhưng cái giá trung bình của một căn nhà cho thuê đây tùy thôi. Cái căn ở dưới kia là 3 phòng ngủ và một phòng khách và 2 toilet, nên nó sẽ thuận tiện hơn với căn nhà này, với lại gần gia đình nhà Vinh hơn, và cũng thuận tiện đi lại nhà cửa và mua sắm này nọ. Đẹp. Ok, nhưng mà có một cái vấn đề là Vinh và em mà có cái bản vẽ của căn nhà mới rồi và dọn đồ xuống thì có một số vấn đề. Bây giờ Vinh và em mà đang bán cái sofa này, bán cầu tụt ở ngoài, bán cái trampoline, cái nệm, cái nhà bồng nhúng ở ngoài. Đúng là bán rất là nhiều đồ luôn. Rồi bây giờ cho cả nhà coi thử cái này nè. Rồi cả nhà, đây là cái bản vẽ của cái nhà mới Vinh và em mà chuẩn bị dọn tới. Thì cái này nó có hai bản vẽ, nhà coi nè ha. Cái nhà này nó chia làm hai tầng. Đây là tầng trệt, đây là ở trên lầu. Thì căn này căn lầu là first. Căn này thì nếu cả nhà coi thì ở trên lầu 1 nó có 3 phòng ngủ, 1, 2, 3. Nếu bạn nào mà làm được kỹ sư coi là biết liền cái này là như thế nào ha. Nhưng mà không quen thì mình để giải thích cho. Ở đây là có cái toilet nè. Ở trên lầu 1 là có một cái toilet và 3 phòng ngủ. Đây là cầu thang đi xuống. Ở đây là tầng trệt ha. Ở đây có một cái toilet nữa là dành toilet cho khách. Thì cái này á, lối vào là ở đây. Đây là cửa ra vào. Khi vào thì mình vô một cái gọi là pocket, là cái phòng để giặt đồ. Thì đây là cái máy giặt đồ, máy sấy. Sau đó là toilet cho khách. Đi vô vào đây thì mình vô nhà bếp. Nhà bếp là nhà bếp mở. Cái này có để nè, nhà bếp là 9.9m². Mấy cái đinh đây là Vinh để mình đo cái rèm cửa sổ thôi. Tại mua rèm cửa sổ nè, là 1.40m. Chiều dài của nhà là 8m. Chiều rộng là 6.24m. Thì vô nhà bếp rồi ha. Thì ở đây họ có cái bàn này, thì Vinh để sẵn cái bàn ăn. Sofa này họ để mẫu sofa như vậy. Nhưng mà cái nhà Vinh có cái vấn đề là cái sofa. Đây là sofa nhà Vinh. Vinh có cắt một số cái đồ trong nhà để gì tiện mà sắp xếp nè. Thì cái sofa sẽ gặp vấn đề ở đây, nhưng là lát nữa bên bàn với em mà. Ở đây là cái cầu thang đi lên lầu, qua bên đây là qua tới phòng 1. Thì lên tới lầu thì ra đây, thì trước mặt là cái toilet. Toilet đây có phòng tắm. Toilet ở dưới phòng tầng trệt không có phòng tắm ha. Thì qua bên đây thì là phòng ngủ của Vinh và em mà. Phòng này là khá rộng luôn. Tại cái khu này á, họ có hai loại. Một loại là 4 phòng ngủ, một loại là 3 phòng ngủ. Cái loại 4 phòng ngủ thì dưới đây nè, họ có một cái vách ngăn nữa là chia làm 2 phòng. Nhưng cái này là có 3 phòng ngủ nên cái vách ngăn này không có, nên là một cái phòng ngủ của Vinh và em mà rất là lớn luôn. Đây thì có sẵn cái tủ đồ, cái này là cái tủ đồ ha. Đây họ để cái giường. Bên đây là phòng của Angelina. Phòng Angelina có một cái tủ đồ sẵn nè, cái này là cái tủ đồ.
Thì cái giường mình có thể để đây. Đây là cái giường họ nhân khoảng 90 x 2, 2, 2 mét à, gần 1 mét x 2 mét. Đây là cái giường đơn. Đây thì cái bàn học với cái ghế cho con nhỏ. Đây thì hai cửa sổ. Phòng Angelina có hai cửa sổ. Cái cửa sổ là 1 mét và 1 mét 4. Thì cái này mình mua rèm cửa. Bên này là phòng Vincent. Vincent sẽ có cái giường 2 tầng. Nên cái giường này, giường 2 tầng nên nó hơi bự một xíu, là 1 mét 4. Mình có cắt ở đây thì cả nhà gọi nè, bỏ vô thì nó sẽ rộng hơn một tí. Căn nhà này á, tính ra là 1 mét 115 mét vuông. Căn nhà Vinh đang ở đây, căn này đây là 114 mét vuông, nghĩa là căn này nó rộng hơn 1 mét vuông thôi. Nhưng mà được một cái là nó xây hồi năm ngoái nên tất cả các thứ trong đây đều rất là mới luôn, mới toanh à. Rồi. Giờ cho cả nhà coi là Vinh mẹ mà dọn như thế nào ha. Thì dưới đây á, đây có cái logo nhỏ này nè, mình có để là các bàn ăn. Cái này nọ ha, đây cả nhà coi nè ha. Cái này là cái sofa, cái sofa nhà Vinh. Thì nó đánh hình cái U như vậy. Ở đây thì có cái giường của Vincent. Đây là bàn ăn. Này cái hồ cá. Cái này là cái kệ tivi của tivi. Bây giờ kiếm đồ để nó là hơi bị phiền phức. Đây, đây là cái sofa nhà của Vinh. Thì cái này là cái sofa chữ U ha. Thì mọi người coi dưới phòng khách nè. Okay. Để lâm lâm tà la hết. Đây là những cái đồ dưới phòng khách. Ở dưới phòng khách á, đây là lối vào ha. Vào ở đây. Đấy, cái nôn xem. Vào á, thì bước vô á, là cái nhà bếp. Thì Vinh tính là để cái này là cái aquarium, là cái hồ cá. Đây nè, cái hồ cá này là thằng nhỏ xíu này đây. Đồ theo size mini. Cái này giống chơi đồ hàng á. Thì tính để như đây. Đó là bước vô là gặp cái hồ cá luôn. Em thấy sao? Hả? Ok không? Ok. Uh-huh. Đẹp. Đẹp hả? Hoặc là cái hồ cá cũng có thể là để góc bên này. Đây này là cái bếp mở. Nên cái hồ cá có thể để một cái số góc này cho nó đẹp. Hoặc cái góc bên này. Để sát sát được. Đó. Nhưng mà cái góc này phải tính để làm đồ chơi cho mấy đứa nhỏ. Nên chắc cái hồ cá sẽ để bên đây. Đó, đây là hồ cá. Cái bàn ăn á, họ có để sẵn nè, cái mẫu nè. Đây là cái bàn ăn nhà bên. Để vô cũng vừa khích luôn. Ok. Đây, đây thì có vấn đề một xíu về cái sofa nhà mình. Đây là cái sofa nhà Vinh. Đây là cái sofa nhà Vinh ha. Sofa nhà Vinh á thì cái vấn đề của sofa Vinh là nó là chữ U. Và ở đây á, có một cái góc nhỏ như vậy. Cái này là cái bức tường nè. À, thì cái này là 2m72 mà cái sofa này là 2m88. Nếu để vô như vậy thì nó bị kẹt tường, chật quá. Không đẹp. Không đẹp đúng không? Và quăng bên đây á, thì không được luôn. Quăng đây thì rất là xấu. Tại vì để ở đây thì không có coi tivi này nọ được. Nhà nó rất là chật luôn. Ở đây thì có cái cửa ra sân nè, ra ngoài vườn. Thì cái sofa bây giờ chỉ có được để được hai kiểu thôi. Một cái là để như vậy. Đó thì góc dài ở trong và góc nhỏ ở ngoài. Cái này thì nó bị nhô ra một xíu nhưng mà không sao. Nhưng mà cái vấn đề á, này là cái cửa sổ. Đây có xem. Cái này là cái cửa sổ. Mà thường ở trước cái sofa thường phải để cái tivi. Mà nếu mà để cái tivi ở đây. Cái này là cái bàn để tivi. Bàn để tivi là cái này nè. Đó. Còn cái sofa là cái này ha. Cái sofa bự này ha. Cái bàn để tivi ở đây á, thì che mất cái cửa sổ. Thì rất là xấu. Mà nếu mà treo luôn lên cái tivi lên đây á, thì cái tường nó hơi bị nhỏ. Mà cái tivi 55 inch nó bị thừa là hai bên. Nó rất là xấu luôn. Nên bây giờ giống như là chơi đồ hàng nè. Mình sẽ lật cái sofa lại. Tại cái sofa chữ U lật nó như vậy không có tháo được. Nên nó bị chết vậy luôn. Thì cái vấn đề ở đây á, rất là dở luôn. Này cả nhà thấy nè. Đây là cái bức tường. Mà để cái sofa như vậy á, cái lối vào nó rất là nhỏ luôn. Mà mỗi lần vô á, chắc phải leo qua cái sofa đi vô. Thì rất là kỳ. Thì cái này á, là cái mà giải quyết được á, là cái bàn tivi này bỏ đi. Treo cái tivi lên tường luôn. Và cái sofa này á, nếu mà lật ngược lại được như vậy nè. Đó. Thì nó vô dễ hơn và cái tivi thì treo lên tường luôn. Nên và scan visa, phụ nữ để hai số và revenge.
Vinh và em mà đang đăng bán cái sofa này, có mấy người hỏi rồi. Vinh đăng bán là 3.500, đăng mạch là khoảng 10 triệu mấy á. Cái này hồi xưa Vinh mua là gần gần 10.000 đăng mạch ha, là 30 mấy triệu. Bây giờ bán cũ là còn có 10 triệu thôi. Nhưng mà có hai người hỏi rồi, chắc trong vòng tuần này sẽ bán được, hoặc là tuần sau là sẽ không còn sofa nữa. Yeah. Vi làm ngồi nói. Đây quay qua đi, Vi làm cái. Đang ngồi coi cá. Hi. Oh. Hi. Oh, giờ nó chị giờ. Đó, nên rất là tiếc để bán cái sofa này, nhưng mà không sao, mai mốt bọn mình sẽ mua cái sofa mới hoặc là sofa khác. Rồi, tiếp tục. Thì cái sofa như vậy á, phải kiếm một á, là cái sofa chữ U mà nó lật ngược lại, là cái mặt dài bên đây. Thì cái sofa bây giờ là nó đang như vậy. Không, thấy phiền phức không? À, nên phải kiếm một cái sofa giống như này. Đó, hình chữ L thôi. Như vậy. Thì cái góc này nó thoải mái hơn, đi vô nó cũng thoải mái hơn, nó không bị chặn cái chữ U. Nên cái này để được cái bàn, tivi thì mình cứ treo thẳng lên tường luôn. Đó là dự định đầu tiên. Cái dự định thứ hai á là những cái cửa sổ nè. À, cả nhà thấy không? Những cái cửa sổ như vậy, nó là 1m4. Và screen mailbox window. Yeah, và screen mailbox window, rồi cái đính nè. Yeah, Vinh phải mà bán hết cái đống gà điếm này rồi, mấy cái rèm cho cửa này rồi. Tại mấy cái này là không có vừa với lại cái cửa sổ bên kia, nên cái này bán hết rồi, có người mua luôn rồi. Cái người mà người ta dọn vô đây á, người ta đã mua hết mấy cái rèm cho cửa này. Nhà Vinh 10 cái vào máy Harvison phải không? Yeah, Vinh phải mà bán hết cái đống này là hết 1.500 đăng mạch, là khá là rẻ đó. Tại giá hồi xưa là như là gần 3.000 á, hết cái đống rèm cho cửa này. Bây giờ thì phải ra mua cái mới là 1m4. Mà cái 1m4 á, nó lại ra mắc gấp đôi, một cái là 500 đồng. Giờ thì có xem muốn nào phóng nào phải xuất. Và đây là new cái đến đây 500 đồng. Mà 10 cái, nhà là hết 10 cái cửa sổ là hết 5.000. Là hơn 20 triệu tiền rèm cửa. Mai mốt phải dọn cho nhà, mình sẽ quay trực tiếp cho cả nhà coi. Chứ bây giờ thì coi đỡ trên cái bản vẽ này đi. Bản vẽ cũng khá là chi tiết rồi. Nên ngồi cắt mấy cái mẫu này ra, đo cái mini để mà sắp xếp đồ đạc trước. Thì mai mốt dọn vô là biết cái nào để ở đâu luôn, không có bê tới bê lui nó lộn xộn. Đó, ok. Ba ngồi bắt coi tivi. À sao, Edu, ý niệm ở đây ha. Very concerned about shoes, no? Yeah. Sofa đang bán, yeah. Bà mẹ bó xe đến vì Hà Son. Yeah. Cầm mẹ. Đánh đó. Cái này thì mang theo nè. Cái này mang theo. Cái này bán nè. Cái bàn nhỏ này phải bán. Bán đi. Cái đèn này bán luôn. Yeah. Hai cái ghế này bán luôn. Giữ là mấy cái ghế nhỏ thôi. Yeah. Yeah. Bà mẹ. À, cái ghế này em mà bán luôn. Yeah, cái nệm nhúng ở ngoài. Yeah, cái cầu tuột cũng bán luôn. Đây là son rồi, đang son. Cái xà đơn của Vinh hồi bán hôm qua rồi, bán quá là nhiều luôn. Yeah, trong phòng của Vinh và em mà thì sẽ bán luôn cái này, bán luôn cái hình bự này, cái tủ đồ này để lại cho người ta, cho người mới vô. Bán luôn cái thảm này luôn. Đây có một cái thảm. Nói chung là đi là bán hết. Đây một cái thảm nữa, hai cái thảm. Giường thì lấy lại. Và mấy cái in the bed. Đây là phòng của con nít. Giường của Vincent sẽ bán luôn để mua cái khác. Angelina sao? Không. Ok, không bán à. Ok. Cái giường anh chị Lina này giữ lại, mai mốt thì chắc phải mua cái giường khác cho anh chị Lina luôn, lên lầu luôn. Rồi, mà đang bán cái này luôn. bán hết. Trời ơi. Đó, mấy cái rèm này bán rồi. Ở ngoài thì cái xích đu này, đó.
nhà thấy không? Cái này. Cái này thì thứ bảy tới người ta tới lấy. Vào mấy ghét là bé sao? Đây. Yeah. Đây là phòng giặt. Hai cái này để lại luôn. Mua máy mới luôn. Yeah. Ngu quá hả? Đây là phòng khách. Phòng cho khách ngủ. Cái bàn này sẽ giữ lại cho Vincent. Cái này chắc bán luôn nè. Yeah. Hôm bữa mọi người có nhớ là ở đây có cái sofa nhỏ không? Dành cho khách. Bán luôn rồi. Có người ta mua rồi. Cái này bán luôn. Cho nó ra. Ok. Cái này bán luôn. Cái cục này bán luôn. Và cái tủ này thì để lại. Chắc phải mua thêm mấy cái đèn mới này nữa. Ở ngoài. Ở ngoài thì hồi xưa nhà mình có hai cái bàn ở ngoài với lại 12 cái ghế. Thì cũng mới bán được một cái bàn như là 6 cái ghế rồi. Bán luôn. Cái trampoline này là cái nệm nhúng nhúng này nè. Mình mới đăng bán luôn. Thì chắc trong tuần này hoặc là 1-2 tuần nữa cũng sẽ có người mua thôi. Đó là dọn hết. Bán hết luôn. Cái này là hình người ta tặng em mà khi mà được thêm sức 14 tuổi và còn giữ. Ở đây là hình người ta vẽ em mà. Hết hồn. Chị có rồi. Bán luôn. Ok, đây là smoothie rồi. Vậy cái liền. Dạ, mình up to die, em xuyên liền. Chắc cu luôn hả? Chắc cu lấy gì xài? Xài được cái cuông nữa. Ok, cái này thì giữ lại. Rồi, bán rồi đó. Cái thảm này một là bán, hai là quăng. Không mấy lấy theo được. Rồi. Ai da. Ơi sao khóc vậy, buồn ngủ quá. Ồ, buồn ngủ quá. Rồi cả nhà, mi vlog này tới đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người vào mi vlog lần sau. Nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hi. Thanh niên William 5 tháng tuổi. Rồi, bye bye.